Chào các bạn, hôm nay mình sẽ vẽ hình một cái đầu nối ống như thế này và tôi sẽ phân tích các bạn về cách dựng hình trong cái phần BTC Code Direct này. Thì các bạn thấy phần lớn cái sản phẩm mình á, nó dạng là tròn xoay, cho nên team sử dụng lệnh revolve kết hợp thêm cái lệnh extrude rồi lệnh hole để vẽ lỗ. Có một cái đặc biệt là thường thường mình nghĩ rằng khi mình dựng hình dạng này các bạn thì mình phải bắt tọa độ đúng không? Tại bạn biết rồi, với anh Direct này á thì mình không thể làm tham số được, cho nên phải vẽ cách giống như là mình vẽ hồi xưa với AutoCAD á, là bắt tọa độ. Nhưng mà nếu như vậy thì nó sẽ rất là lâu. Thì hôm nay tôi sẽ bằng một cách vẽ khác, thật sự cũng không phải là mới gì, nhưng mà nó sẽ giúp mình vẽ nhanh hơn, tức là mình sẽ tại cái đường cơ sở để dựng hình á, mình offset và mình sẽ lấy giao điểm của nó để mình nối những cái điểm lại với nhau, thay vì mình phải ngồi tính toán tọa độ. Chúng ta bắt đầu. Thì ra bạn thấy đây, tôi đã dựng xong đây. Thì tôi sẽ là new một cái luôn nhé. Tôi đặt tên ví dụ như là Lan. Thì nó sẽ báo trùng, nó sẽ không chịu nè. Tôi sẽ đặt một tên ví dụ như là 01 rồi nhé. Và tôi để ở đây là tôi bỏ đơn vị của nó để tôi chọn bản da mẫu của tôi. Tôi dùng cái anh này. Thì đầu tiên vô là mình cũng phải dựng cái hình đầu tiên các bạn, là tôi dựng revolve. Nhưng mà như tôi nói đó, thay vì tôi phải vẽ toàn bộ, tôi vẽ những cái đường offset. Tôi chọn mặt giải pháp của tôi, trong tình huống này tôi chọn mặt này nhá. Để tôi để sketch view nè, quay về đây. Rồi tôi vẽ trước hai cái đường ở 0 0 nhá, tôi vẽ thế này. Thật sự là phải cái tướng lớn quá còn không cần nhiều lắm đâu, mình cứ để như vậy đi. Rồi mình vẽ tiếp một cái đường thứ hai nữa, cỡ này thôi. Rồi, bản vẽ này thì các bạn thấy rằng ở bên tay trái á, tôi sẽ dựng cái đường offset ra ví dụ như là nó là 70, rồi kế tiếp là 90, kế tiếp là 25, thì tôi sẽ dùng lệnh offset nè. Tôi dùng lệnh offset nha, tôi lấy anh này, giờ tôi kéo ở bên đây. Đó. Và tôi muốn bây giờ tôi dựng chỉ là 70 thôi, thì tôi gõ số 70 vào, tôi enter, là tôi có đường đầu tiên. Tiếp theo, tôi không offset cái anh này, và tôi cho anh đi qua đây. Bạn vẽ tôi cho anh là 90, thì tôi gõ 90 vô. Để tôi đồng ý. Tiếp theo, tôi lại offset cái anh này. Đây là 25. Là tôi có ba cái đường đầu tiên ở phương đứng. Bây giờ theo đường horizontal nằm ngang thì tôi có những kích thước ví dụ như là kích thước 90 chia 2 được 45 cộng thêm 15 chắc là 60, thì tôi sẽ offset anh này lên là 60. Tiếp theo cái vành bên ngoài, cái flange bên ngoài nó là sẽ là 180 chia 2 sẽ được 90, thì tôi cũng là offset cái anh này và tôi lên là 90. Rồi cái anh ở giữa lên cao nhất nó là cái phi 220 thì chia 2 tôi sẽ được 110, thì tôi cũng là offset cái anh này lên là 110, đồng ý. Rồi sau khi có những đường cơ sở như vậy rồi thì các bạn có thể là đưa nó về condition line hết nha. Các bạn đè nó về, các bạn đưa nó về construction. Và mình thấy là mình dựng hình bình thường rồi, vừa từ đây nè. Mình lên đây. Mình đi qua đây. Mình đi xuống đây. Mình đi qua đây. Mình đi lên đây và mình đi về đây. Là các bạn có. Thì sau cái đó các bạn thấy là những đường này các bạn thể xóa cho nó bớt rối nè, các bạn delete luôn không sao cả. Mình không có sợ cái quan hệ ràng buộc gì hết, mình để như vậy mình delete. Tiếp theo, mình sẽ từ đó mình dựng gì biết bên tay phải của mình. Mình cũng có những đường như là 70 là 80 thì mình cũng offset nè. Anh này mình đi qua là 70. Mình offset từ đây mình đi qua là 80. Rồi, cái đường cuối cùng của mình thì nó offset từ đây bên quanh bên kia nó là 355, các bạn cũng offset từ cái đường này nè. Các bạn kéo nó qua đây. Các bạn gõ con số vào là 355, các bạn enter. Rồi. Đây là những đường theo phương thẳng đứng. Tiếp theo theo phương ngang thì mình cũng có kích thước là 110 mà chia 2 thì được là 55 cộng 15 sẽ được 70. Mình sẽ có kích thước 70 nha, thì mình cũng là offset nè. Anh này để lên là 70. Đồng ý. Mình cũng là offset cái anh dưới đây lên, nó bằng bên kia tức là nó là 110, mình cũng đồng ý. Và cái đường ngoài cùng của mình
thì nó là 220 chia 2 là 110. Thì giờ nó bằng luôn cái đường này đúng không? Cái đường cái em sẽ xài được cái đường này nè. Sau đó thì mình gọi là mình đưa nó về dạng correction cũng được nha. Giờ tôi đưa những cái đường này nè, là hai anh này và hai anh này. Tôi đưa nó về construction line luôn. Tôi đang phải chuột, tôi đưa nó về construction. Sau đó tôi diễn hình bình thường nha. Ví dụ như cái đường này nè, tôi có thể là từ đây tôi kéo ra một tí nè. À, đúng rồi, từ đây tôi kéo ra nhé. Sau đó tôi dùng chức năng là corner, tôi cho anh chạm luôn. Anh này đi với anh này. Rồi. Cái đường này thì mình giải tiếp là từ đây nè, anh đi xuống các bạn. À, từ đây nha, anh đi xuống đây. Thì anh đi qua đây. Anh đi lên đây, anh chạy qua đây. Đó. Rồi, cái đường này bây giờ sao cho nó xài được, có thể là mình các bạn chọn nó các bạn construction cũng được hoặc delete cũng được. Tất nhiên là mình phải thêm cái đường dưới đây cho nó kín lại các bạn. Rồi, sau đó thì mình đồng ý. Và mình chọn cái anh này. Mình bảo là mình muốn revolve cái đường trục vào đường này 380 độ, các bạn sẽ có hình đầu tiên. Cái tiết diện này các bạn muốn xóa đi cũng được, thì các bạn ẩn đi nha, các bạn xổ xuống nè, các bạn sẽ đi. Tiếp theo mình dựng cái mặt phẳng. À, nó cao lên trên từ tâm tính lên là 205, thì các bạn chọn anh này, các bạn nắm, các bạn kéo lên trên, các bạn nhập số vào 205, các bạn nút giữa đồng ý, và mình chọn anh này, mình sketch trên mặt anh này nhé. Mình các bạn quay về hướng thì dễ nhìn nè. Các bạn vẽ một cái đường tròn là có cái phi là 160, các bạn ngay chỗ này, các bạn kéo ra nút phải chuột để các bạn chuyển sang cái anh này, tức là đường kính, các bạn nhập vào 160, Enter, và nhấn nút trái chuột một cái để xác nhận. Sau đó nút giữa đồng ý, các bạn thoát lệnh ra, các bạn chọn nó và các bạn hạ xuống dưới 20, nút giữa đồng ý. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ cái vòng tròn đường kính là 100, tại vì ở bên trong là 70 nhưng mà các bạn có phần thịt đó, nó dày đều là 15, thì cộng thêm là 30 nữa, các bạn sẽ đùn xuống. Thì các bạn chọn cái mặt này. À, xin lỗi, các bạn phải chọn lệnh trước nhé, hoặc các bạn chọn cái mặt là đổi mặt vẽ trước. Các bạn vẽ nè, chọn như mặt này. Sau đó các bạn vẽ cái vòng tròn ngay tại vị trí này. Các bạn kéo ra, đè nút phải chuột để các bạn chọn là cái dạng như đường kính. Các bạn gõ số vào là 100. À, nút nút trái chuột một cái xác nhận, sau đó các bạn đồng ý. Các bạn chọn nó, các bạn kéo thẳng xuống dưới, miễn nó qua bên đây thì thôi, không có quan trọng. Đó là các bạn vẽ được cái vai phía trên. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ cái phần rỗng ở trong các bạn. Thì nó tính toán kích thước á, mình thấy rằng nó sẽ là một cái hình chữ nhật để mình xoay nó nha. Thì mình cũng là các bạn vẽ hình chữ nhật nè, ngay cái mặt này. Và các bạn quay về hình dễ nhìn. Đây. Rồi, các bạn tính toán kích thước thì bắt được cái tâm chỗ này nè. Nó sẽ là đi ngang qua là 55 nha. Và dưới lên là 95, các bạn đồng ý, các bạn chấm ở đây một điểm. Các bạn kéo nó qua đây. Thì cái anh này á, kích thước bề ngang của anh á là 140 mà trừ đi 30 là 110 đó, các bạn gõ vô 110. Và cái chiều cao của anh á, các bạn thay cho đụng ở này luôn cũng được nè. Đây là 95. Sau đó các bạn nút giữa đồng ý. Rồi mình cũng thoát khỏi anh này. Nhưng để mà chọn bên trong được thì các bạn hãy để ở dạng là wireframe nhé, như thế này. Các bạn chọn anh này, các bạn cũng là revolve, nhưng tất nhiên mình là cách nó đi. À, cái tâm xoay mình chỉ là cái anh này. Đồng ý. Tương tự như vậy, các bạn sẽ vẽ những cái trục lộn những cái lỗ. Ví dụ như ở đây, từ phía ngoài đùng vào và thấy có lỗ là phi 80, sau là 40. Thì các bạn chỉ việc là anh này trên cái mặt này. Các bạn từ đây các bạn kéo ra, đè nút phải chuột, các bạn chọn là cái đường kính là 80. Nút trái cái xác nhận, nút giữa đồng ý, thoát lệnh, chọn nó, lùi vào trong 40, nút giữa đồng ý. Rồi từ cái mặt bên trong đó là 90 đùng suốt qua bên kia, thì các bạn cũng như nha, vẽ hình chọn mặt này, à, tâm từ đây, các bạn kéo ra đè nút phải chuột, các bạn chọn là diameter 90. À, nút trái xác nhận, nút giữa đồng ý, thoát lệnh, và các bạn có thể là đen này, các bạn chọn ảnh nha, nó là mục tiêu ở đây, cái vòng này đây, các bạn là cũng extrude remove và các bạn cho nó chạy vào. Ok, ở bên đây cũng vậy các bạn, cũng vẽ nha. Bên đây thì cái vòng là
110, à, xin lỗi 100 là bằng cung đoạn này nha. Kéo ra. Enter, à, nút trái, nút giữa. À, chọn ảnh. Cho đi vào là 35. Thì các bạn thấy rằng là các bạn có thể là revolve một lần luôn cũng được, nhưng mà đôi khi revolve một lần các bạn phải tính toán kích thước nó. Thì thà tôi làm kiểu này, tôi rút từng lần một nó vẫn nhanh hơn. Tiếp theo là phi 110 bằng vẽ anh này trên mặt này, chọn anh này kéo ra, để nút phải chuột các bạn chọn anh này 110 enter, nút trái xác nhận, nút giữa đồng ý, đóng cái này lại, các bạn chuyển về wireframe. Thật sự các bạn để wireframe luôn cũng được nha các bạn, tại vì nhưng mà để wireframe như vậy thì lúc mà quay màn hình nó tốn nhiều dung lượng lắm, cho nên tôi hay đưa nó về solid như vậy á, để nó bỏ bớt cái đường mà nó regain những cái đường wireframe á, đỡ tốn dung lượng hơn thôi. Rồi đấy là mình hoàn thành cái việc là vẽ. Tiếp theo ở trên đưa xuống là mình sẽ có cái lỗ là phi 70, thì các bạn cũng dùng cách cũ thôi. Đấy, mình thấy là khi mình đã quen với công cụ dựng hình trong đây thì cũng không có quá khó các bạn thấy không? Nên các bạn cứ kéo extrude nè thẳng xuống, là từ trên các bạn cho đi xuống, miễn nó quá thôi không quan trọng. Rồi bây giờ các bạn thấy là ở đây nó còn ở phía mặt bên trong nó các bạn, nó còn một cái ụ lồi lên, à, có tước đường kính tính từ tâm tính ra sẽ là 90, thì các bạn tạo mặt phẳng 90 trước nhé. Đây các bạn có thể là tạo cái mặt phẳng bằng cách là nắm ảnh nè, các bạn đẩy vào trong, à, giá trị là 90. Rồi đồng ý, nút giữa đồng ý. Sau đó các bạn để mà dễ nhìn các bạn thấy cắt nó ra được nha, các bạn dùng chức năng là cắt nè, đây đồng ý. Và bây giờ sẽ vẽ ra mặt trong này các bạn, các bạn dùng lệnh này trên cái mặt này, các bạn cũng là sketch ở đây nha. Thì từ ngoài nó chính tâm luôn, các bạn thấy vẽ một cái vòng tròn ở đây nó có cái đường kính là 30, các bạn gõ vào 30 nhé. Rồi các bạn đồng ý và các bạn chọn nó. À, các bạn đùng extrude nè, đùng ra ngoài. Các bạn chú ý đừng đùng dư quá nha, các bạn đùng gần gần thôi nè, nó dư ra ngoài quá thôi các bạn hãy là bớt lại, hoặc các bạn cho up to next chẳng hạn cho nó vừa đủ thôi. Đấy, rồi không sợ dư. Nút giữa đồng ý. Và các bạn vẽ thêm một cái lỗ phi là 12.7. Ok, tôi thấy nó hơi nhỏ đúng không ta? Để tôi xem lại các kích thước nó nha. À, lỗ suốt các bạn nghĩ là true O cũng được. Rồi mình đo lại kích thước, ví dụ như mình đo lại đây. Wow, anh này đường kính nó 60. Thế các bạn có thể sửa lại đúng không? Các bạn nhớ cái lệnh sửa là mình sẽ dùng cái Analytics này. Và cái này thì nó khác offset ở chỗ là cái này thì bạn nhập trực tiếp kích thước vào luôn. Ví dụ các bạn để đây, các bạn chọn anh này. Và các bạn nhập vào lúc này là 15. Diameter là 15 đó các bạn. Nút giữa và đồng ý. Đấy, là mình xong cái phần là lỗ nó lòi ra ngoài. Bây giờ mình còn là 24 cái lỗ chia đều trên ba cái mặt, ba cái vành của nó. Các bạn thấy là tắt mấy chiếc sketch đi cho dễ nhìn nha. Các bạn tắt mặt phẳng luôn. Và tôi dùng định dễ lỗ. Section này các bạn thấy là deactivate theo cách là các bạn bỏ chọn nó và để chế độ là deactivate để mình tạm thời mình xóa nó đi. Rồi mình bớt cái định dễ lỗ các bạn. Thì với cái lỗ này thì mình dùng định hole bình thường thôi. Các bạn chọn cái mặt trên đây. Sau đó các bạn điều chỉnh bằng cái công cụ đây là nhanh nhất. Các bạn nhập vào cái đường kính lỗ là 10. À, chiều sâu lỗ các bạn phải chọn nó là này là 20 đúng không các bạn, à, từ trên xuống nó là 20. Sau đó các bạn để chế độ là mình định vị cái lỗ bằng cách là to item, tức là mình chọn hai cái anh này nè. Với anh này á thì đường kính là 135 bằng chia 2 là vòng chia của nó. Cái thứ còn lại của bạn sẽ là không. Rồi các bạn có lỗ đầu tiên. Sau đó các bạn pattern của nó bằng cách là mình chọn nó, chọn toàn bộ cái phần cắt này. Sau đó mình button thì mình chọn cái kiểu là radial quanh trục này, số lượng phần action và nó cho Z cho quay lại 45 và tất nhiên là mình có 8 phần tử. Và chú ý ở đây các bạn phải nhấn nút này nha, cắt đi, nếu các bạn quên á thì nó sẽ không cắt mà nó chồng lên luôn. Tiếp theo mình vẽ bên đây, lỗ bên đây thì các bạn cũng dùng định hole trên mặt này để chế độ này để mình điều chỉnh được cái
đường kính và cái chiều sâu của nó. Với cái chuẩn thì các bạn ở đây nha, các bạn để như vậy. Ở dưới lên các bạn thấy là cái vòng tròn là 185 chia 2 ra sẽ bán kính của nó đây. Và cái còn lại là 0 để nó nằm trên cái mặt đó luôn. Rồi, các bạn đồng ý. Sau đó mình cũng chọn nó. Mình bắt tên. Chọn kiểu là rotational. Góc là 45 và sẽ có 8 phần tử. Đây, thì sẽ bây giờ bạn quên nha, các bạn nút giữa liền luôn nè. Nên là nó sẽ bịt như vậy. Thì các bạn chỉ việc nhấn Ctrl Z. Các bạn thêm vào này cái nữa là xong. Tương tự như vậy, ở bên đây các bạn cũng dùng lệnh Hold. Chọn trên đây. Sổ cái này ra. 10 à, 25. Rồi cái chuẩn của mình thì các bạn chọn là Display Tool. Anh này là 155 chia 2. Và cái lỗ này là 0. Còn đồng ý. À, chọn anh ta. Button. Bốn mươi lăm và có 8 phần tử. Nhớ là điểm múa đi. Sau cùng thì mình chỉ đi bo tròn thôi các bạn. Thì trong này bo tròn rất là nhanh. Các bạn khỏi cần lít vào đây. Và các bạn dây chọn anh này nha. Đây có anh bo tròn đúng không nào. Các bạn cho là 5. Các bạn nhấn Ctrl. Các bạn chọn thêm những cái anh nào có liên quan nha. Dù anh này cũng phải bo nè. Anh này cũng phải bo. Anh này cũng phải bo. Anh này. Anh trên đây. Cái anh trong đây. Cái anh trong đây. Và cả cái cạnh bên đây. Cạnh bên đây. Và cả cái cạnh bên trong. Các bạn tôi sẽ bo sao cho dễ nhìn nha. Các bạn nút giữa đồng ý. Các bạn kích hoạt này lên nha. Active nó lên. Thì trong này các bạn còn cái là 5 nữa. Các bạn cũng gì chỉ là chọn ảnh và nhập số vào thôi. Nút giữa đồng ý. Các bạn deactivate nó đi. Tắt nó luôn. Thì là mình hoàn xong bài tập này. Các bạn thấy rằng là khi mình đã quen với công cụ, quen cách sử dụng chuột á, và mình vận dụng linh hoạt, thì cái việc thiết kế trong Direct này không quá khó. Và nó giúp mình dựng những cái model đơn giản, rất là nhanh chóng. Và trong tình huống các bạn muốn xử lý, các bạn muốn sửa nó thì cũng rất là dễ dàng. Rồi, cảm ơn các bạn.